Và bây giờ thì chúng ta sẽ đến với cái extension thứ ba mà chúng ta sẽ làm. À thì đối với cái extension này thì tôi cũng sẽ demo cho các bạn xem trước cái chức năng của nó. À để các bạn thấy chức năng rồi thì các bạn có thể tự thực hiện trước khi mà các bạn xem cái phần giải đáp của tôi. Thì ở đây cái extension này thì các bạn thấy nó khác so với những cái extension mà chúng ta xây dựng là gì? Nó có thêm một cái phần gọi là background bay. Và đây cũng là một cái kiến thức mà chúng ta sẽ học thêm nè. À khi mà tôi cài extension này vào thì các bạn thấy ở phía trên nè, chúng ta có một cái icon ha. À khi hơi chuột vào thì nó hiển thị cái chữ là change background và nó có một cái icon ở đây. À như vậy ý nghĩa nó là gì? Ví dụ như đây là cái trang share.zenven.com của chúng ta. Ví dụ như tôi thử click vào nó một cái, click vào cái extension của chúng ta nè, click một cái thì tự động là các bạn thấy là gì? À cái trang của chúng ta đã bị đổi thành là cái màu hồng. Click một cái nữa thì nó đổi thành màu vàng. À click một cái nữa màu đỏ, click cái nữa xanh lá cây. Đó, thì cứ mỗi lần chúng ta click như vậy thì màu của cái trang web của chúng ta nó sẽ tự động thay đổi và nó thay đổi hoàn toàn ngẫu nhiên. À tôi thử qua một cái trang khác. Ví dụ như tôi qua cái trang là đọc báo. Rồi ở trang này tôi cũng click ha. Đó các bạn thấy cứ mỗi lần chúng ta click là màu của nó cũng thay đổi. À, và đây chính là cái chức năng của extension thứ ba mà chúng ta cần phải thực hiện.